không biết đâu mình đây. Bây giờ mình sẽ chơi game cố gắng. Tiêu luôn các bạn, ghét thật luôn. Cái quảng cáo gì nữa đây? Yeah mẹ ơi, câu quên ngày mẹ hai chơi tí. Thank you.
làm đẹp, ông nội làm đẹp thôi à. Còn Hina chê mình xấu như ma. Ghê rồi. Trời ơi, mấy con rắn này từ từ có được không? Chạy rồi nha. Ma cấp độ. Trời ơi, chạy nha, chết liền. Thank you.
các bạn thì bạn nào muốn sống lâu như thank you.
dữ luôn. Nè, dòng đi nè. Không coi nữa. Cửa nào á? Rồi, cửa sắp bể tan rồi. Trong vi mà cửa bị ta anh đó trong vi cho nó ăn đi đó, bố con là ghiền game luôn á, bố con á, trốn bà nội đi đi chơi game hồi đó, không không phải là có máy điện thoại này chơi game đâu mà chơi game bằng tivi, và tivi ngày xưa giống cái tivi trên nhà trên ngay chỗ này nè, giống cái tivi ngay chỗ để ngay đây nè, à cái tivi đó đó, cái người ta để lên trên cao, cái ở dưới có một cái đầu nữa, có một cái đầu nhỏ nhỏ vậy, xong mình có cái đồ, có cái đồ cầm nó giống giống vậy nè, cái đồ cầm bấm vậy nè. Trời ơi, bố con trốn đi chơi game, chung chơi game luôn, ăn tới ngày cứ trốn bà nội đi đi chơi game, bà nội kiếm dễ tránh cho một trận. Bây giờ tới con trốn đi chơi game, tí nữa bố con cứ xem để rồi gặp. Để dụ zombie đi qua bên đây đi, nổ chết hết luôn. Mà giờ còn mấy con, dụ zombie đi qua bên đây. Chắc đem mất ra rửa sầm sơn luôn để hư. Chém mất đằng sau để chín luôn ha anh. Chém mất đằng sau á. Chết chung. Để chín luôn hay làm bức ăn. Trời đất chết luôn. Quá ai có cái bụng bia rồi. Chết rồi, chết rồi, zombie sắp đến. Cái vú của nó nè, trời ơi, anh coi cái vú nó nè. Trời ơi, má ai chết luôn. Mốt, mày mốt mặc cái áo ngực vô nha, che vú lại, chứ không con gái nó thấy. Happy. Chết vú gái, mà vú gái. Con bậy, nói tầm bậy cái nó giơ tay lên nó tán một cái rớt hết rụng hết cái răng luôn. Đi học nhớ đừng nói tầm bậy nha. Lè 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 mày 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 bay 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 giò. Trò gì không hiểu luôn. Game zombie. Game zombie, zombie, zombie. Bắn đẹp, đánh vệ cửa luôn. Nhưng mà zombie thì đẩy cửa. Trời ơi, nhiều vậy con. Ơi ơi, không, hôm nay chủ nhật cường nghỉ. Hôm nay chủ nhật hả? Ơi, zombie nhân đo ra nè. Nói nhân đo ra cắn chết người luôn. Zombie nhân đo ra vì phải chơi lại. Anh hôm nay chủ nhật hả anh? Đúng rồi, chủ nhật mà. Để còn zombie còn sót lại đuổi theo là nó nhân đo ra luôn. Ơi, ra xây nhà của Danh nè. Các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi ráp hình các bạn. Đó, nhà mình chưa? Tối qua mình làm hết giường nè. Nệm nè. Cái cục gì đây? À thôi, chọn cái hát đi. Rồi, à không. Cái này tôi nghĩ là chọn cái nào đi ta. Tối qua mình chọn cánh cửa các bạn, đẹp lắm. Rồi, chọn nào đây ta? Bức hình hay là... Ồ... Fort Rider. Các bạn ơi, tớ sẽ lấy trải nghiệm màu cam. Lột đi. Tớ sẽ... Màu của canh dân nơi trang à. Các bạn tới đây làm cái nệm. Cái nệm nằm đó các bạn. Cái nệm nằm này các bạn tới là cái nệm nằm. Cái nệm màu cam, tại vì màu cam là cái màu tớ thích nhất mà. Các bạn.
ơi đừng nói cục quả bơm nha bạn, cục quả bơm mà nổ tan sát nhà mình luôn, mình phải đem nó ra chỗ khác chứ không nó nổ bể nhà mình luôn. Đi xa, bỏ xuống đây các bạn. Ui đừng nói nổ, ủa không có nổ gì hết các bạn. Yeah, trùng trời đất, không có nổ, tới nói giỡn thôi chứ cái này không có nổ. Rồi cái này đặt chỗ nhà mình đường nè, cái cục quả bơm này đánh trời đất ơi. Các bạn mình phải chơi lại cái trò này có chơi được không? Ý nè ôi trời, trời ơi các bạn chơi lại rồi. Bây giờ tớ sẽ quăng ngồi quăng bàn khác nha. Rồi làm gì? Coi xây nhà. Mấy bữa trước xây nhà ở đằng này. Xin chào tất cả bạn. Các bạn có thấy Danh chơi chơi game hay không? Các bạn sắp trời tối rồi. Cho nên quay qua đây nói chuyện với khán giả coi. Các bạn tớ thôi, em chiếc điện thoại anh được rồi. Các bạn thấy chưa? Đâu có đây, nhưng mà đây đâu có khán giả, đây có khán giả. Qua đây nói chuyện với khán giả coi, khán giả đang long chờ kìa. Nè, hello các bạn, hãy cùng video mình đây. Bây giờ tôi sẽ chơi game nha. Mẹ hãy nói đừng có thiếu. Ai cũng phải coi em chơi game mà. Ai cũng coi nhưng mà coi chứ biết chơi game rồi nào. Đúng rồi, coi gì nữa. Cho người ta thấy anh chơi game mà được rồi. Không không qua đây khán giả coi nè. Các bạn ơi tớ đang đứng trên giường nè. Hello à, đi ra cho người ta có cái điện danh chơi điện thoại là được rồi, họ cũng không mặt do các bạn vì tớ sẽ coi mà cũng là một phần của livestream. Và lấy cái đoạn hình chiếu này nè. Không. Chiếu không đó, nó quay luôn rồi. Ghét hay nó ghê luôn. Rồi các bạn mình sẽ lấy qua. Ồ không, lấy qua đi. À không, cuối cái vui nào là qua anh thật đây. Ồ ha. Các bạn mình là hình này này, mình là đang mặc áo đen. Không biết nào cái nào nữa. Không kệ đậy. Quảng cáo gì nữa. À may rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình phải lấy kính để chặn nhà mình lại. Nhưng mà làm sao để có kính để chặn nhà mình lại được đây? Không có nóc nhà thì làm sao? Rồi thôi, bây giờ tôi sẽ làm ngay ngôi nhà cho mình. Tớ không nghĩ được cái gì luôn, thôi mặt tơ đi. Thôi chết. Bị dính vô mạng tơ thôi. Rồi Linh đứng lên trên. Các bạn thích vũ khí thì chắc sẽ... Ê, trời ơi. À, lấy con câu cá nè. Trời ơi. Lấy con câu cá các bạn. Rồi. Đặt ở đâu đây? Trời ơi các bạn. Thiệt tình. Thì tớ phải đi câu cá. Rồi. Phải tìm chỗ nào có nước cái đã. Thiệt tình. Bây giờ tớ không biết cái hồ nước đâu hết các bạn. Thì ta phải đợi buổi sáng thì mới tìm được nước nè. Ủa con lợn này các bạn. Không, không phải con lợn mà con là con bò. Bớt nó.
thiệt tình luôn bạn. Thiệt tình đợi buổi sáng cũng được nữa mà. Ủa, không có trời mưa các bạn. Rồi thôi, chị chờ. Rồi chắc cái cần cục cá này đi khóc lên trên giường nữa các bạn nhầm thôi. Rồi đợi chừng nào cá có câu rồi bắt nha các bạn. Cá có câu tới chơi đùa chơi thôi. Rồi bắt mặt tao nha. Ủa cá đâu? Trời ơi thôi. Cá đâu? Cá đâu? Chị giỡn chơi thôi các bạn. Bạn ơi mình sẽ câu trên giường nha. Có hai cái à có ba cái giường, cái này ba cái giường sẽ tỏi cùi. Lấy lại cần câu cá mình á, cần câu cá để đâu á. Rồi vũ khí cần câu cá này nè bạn. Rồi cần câu cá đợi trời sáng, đợi trời sáng. Ơi các bạn ơi sao có câu cá ở dưới. Trời ơi cái trần rơi xuống cái hố mình đào các bạn. Đây cái hố bữa trước mình đào các bạn đó, quá trời đèn cày luôn. Hai ơi khố đào của anh á, đào xuống quá đào có chỗ nói luôn. Các bạn đang chơi cần câu cá mà đi bèo té xuống nhéo nha. Thôi chết chú người dành trời sáng mà ai ngồi dưới này trời tối. Trời ơi, mình phải ngủ khò khò mới được. Trung tâm mua sắm. À không, không. Ồ, rồi, hồ nước. Và nước rồi, rồi lấy con cá. Rồi lấy con câu cá. Trời ơi hụt nữa. Chị có cá không không? Mấy gì tên không có cá luôn. Nổi bờ con bóng rồi luôn. Thôi nhà mình có nước hay được rồi. Phải cần chi lại bên tên cánh cửa kìa bạn, thì tớ đi ra coi. Ốc cốc có ai ở nhà không? Cửa có mang heo cần câu cá đây. Ủa cửa mới ra ư? Được rồi, cảm ơn nha cửa. Ô wow hay quá trời luôn, chỉ cần mở một cái là cửa ra liền luôn. Rồi đóng cửa lại chứ không thể trở vào nhà nha. Ui rồi cô trường rơi xuống cái bãi hố luôn các bạn. Vậy ấy trời ơi rơi xuống cái bãi hố rồi các bạn. Tớ đi vòng vòng ngôi nhà của núi lửa này các bạn. Chưa quá trời nhàm luôn. Ê! Ôi chết vừa nóng phổi lại cho không chết ở nhà. Các
ba ơi. Thơ đèn ngồi nhà thơ xong ngọn luôn. Ủa. À. Mặt trời sắp lên rồi các bạn. Mặt trời gần lên rồi nhưng mà vẫn chưa đâu. À, ngồi lên trên giường coi. Các bạn ơi, tới vẫn chưa. Có cần câu cá nè, cần câu cá cầm nè. Giống ở bên đây chơi tới nữa. Quá mượn hả mẹ đôi. Không có điện thoại nhà, không có phim nó không chạy được. Bố mở tivi cho em, xong rồi sau đó bố cho mượn lại đó. Bố nói. Thưa bà ơi. Trời mặt trời sắp lên rồi. Bây giờ tớ có thể câu cá được. Rồi. Trời gần sáng rồi bạn ơi. Trời sắp sáng rồi. Yeah, mặt trời thì hay lên. Đi câu cá thôi. Có thằng zombie các bạn. Từ từ để anh năm người có một tí không các bạn ơi. Cầu cá, cầu cá ở giữa hồ này đang cầu cá ở giữa hồ. Nó tại game nha, nó thật là không tại game, không có, có.